Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lên một số dòng loa vi tính, tất cả là của Bose. Và tất cả thì nó đều có cái tên chung là Bose Combeer Nhanh ha. Nhưng mà nó sẽ có là Bose Combeer Nhanh 2, Series 1, Series 2, Series 3, Bose Combeer Nhanh 3, Series 2 và Bose Combeer Nhanh 5 ha. Thì để thuận tiện thì mình sẽ gọi là cơm thôi, Bose cơm 5, Bose cơm 3 series 2, Bose cơm 2 series 3, Bose cơm 2 series 2 và Bose cơm 2 series 1. Rồi thì ba bộ này nè, bộ này thì hàng mình mua được từ thị trường Nhật ha. Bộ cơm 5 này thì có khui hôm trước để chụp hình cho khách xem. Thì hôm nay mình để đây mình quay luôn. Còn hai bộ này mình chưa khui. Ở đây ha. Cầm 3 series 2. Hàng nguyên bản từ Nhật về, nó còn nằm trong mấy cái hộp đóng gói đây, hai cái lò vệ tinh của nó ha. Dây nhợ control board ở đây. Cái bộ cầm 3 cầm 2 series 3 này nó còn nguyên thùng xốp. Đó. Còn hai bộ này là hàng mình mua được từ thị trường Mỹ ha. Ở những cái đợt trước, nhưng mà mua số lượng cũng khá cho nên rải rác thì bây giờ vẫn còn. Mình quay luôn để cho anh em nào hợp nhãn thì anh em chơi và hợp túi tiền nha. Rồi để mình tháo hai thằng này ra luôn ha và quay tổng quan về tất cả. Rồi đây là cái con cơm 2 series 3. Cái thùng của nó như thế này. Thì lưu ý ha, hàng nó đã còn thùng xốp nhưng mà tại đây là hàng đã qua sử dụng nha các bạn, chứ không phải là hàng mới. Rồi bên trong thì ông Nhật ông đóng mấy cái túi bong bóng như thế này. Đó. Rồi mình đã khui xong hai cái bộ này và để nó ở đây. Bộ này quá trời đẹp luôn. Bộ này cũng tương tự. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi về cái tổng quan của những cái bộ này trước khi đi vào chi tiết ha. Đầu tiên thì ba bộ Bose cơm 2, series 1, series 2 và series 3. Thì ba bộ này á, là nó là loa 2.0. Có nghĩa là nó sẽ bao gồm là một loa trái, một loa phải 2.0. Và những dòng này thì nó sẽ sử dụng cái adapter như thế này. Và những cái adapter thế này là điện AutoVolt, cho nên chúng ta không cần quan trọng điện gì, chúng ta có thể cắm thoải mái ở mọi nguồn điện trên toàn thế giới ha. Rồi tiếp theo thì với hai thằng này, cầm 3 series 2 và cầm 5, vì lý do là hai dòng này công suất nó cao hơn, cho nên không sử dụng những cái adapter như thế này mà sẽ sử dụng nguồn điện trực tiếp. Thì nguồn điện trực tiếp thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thị trường mà những cái dòng loa này nó được xuất đi. Thì hai bộ này như mình đã giới thiệu thì mình mua được từ thị trường Nhật, cho nên điện của nó chuẩn là 100V. Tí xíu mình sẽ quay cái tem cho các bạn xem. Rồi thì hai bộ này thì hàng Bose xuất Mỹ, bộ này hàng Bose xuất Nhật ha. Bộ này Bose xuất Nhật và Bose xuất Nhật. Hai bộ này là nói là loa 2.1, có nghĩa là sao? Hai loa hai bên trái phải. 2.1 có nghĩa là nó có thêm một cái chiếc súp ở giữa. Thì dòng này công suất cao hơn, đánh lực hơn so với những cái dòng này. Và tất cả những cái dòng loa vi tính của Bose thì chúng ta đều không cần âm ly. Chỉ cần ghim điện cấp tín hiệu nhạc vào và chơi mà thôi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi vào cái bộ cơm 5. Ở đây cơm 5 ở đây là bộ nó có cấu hình khủng nhất, công suất cao nhất, giá bán cao nhất, và nó là dòng loa top đầu trong phân khúc cơm 3 nhanh của Bose.
Nó có một cái đời Companion 50 đó, đó là một cái đời sau, nhưng mà không được đánh giá cao bằng cái đời Companion 5 này. Rồi, từ từ mình sẽ phân tích. Đầu tiên thì đây là những cái phụ kiện của nó ha, mình sẽ bỏ xuống và lần lượt giới thiệu. Đầu tiên thì một cấu hình lo cơ bản thì nó sẽ bao gồm là một cái chiếc súp và hai lo vệ tinh. Chiếc súp thì nó sẽ có một cái dây nguồn dành cho chiếc súp, và đây là dây nguồn zin theo lo của hãng Bose. Nó có một cái control board. Đây là một cái cục dùng để nhận tín hiệu đầu vào và cũng như bật tắt lo và cũng như điều khiển âm lượng. Ở đây nó sẽ có cái phần cảm ứng ở đây và những cái núm xoay điều chỉnh âm lượng. Phần này thì chúng ta sẽ kết nối với chiếc súp thông qua cái jack này. Jack này. Rồi. Tiếp theo thì hàng về, nó có nguyên bản từ Nhật về, ông Nhật ông xài, ông có một cái sợi dây USB như thế này. Thì đặc trưng cái sợi dây USB này là dùng để phát nhạc. Thông thường anh em kết nối loa vi tính thì anh em thường dùng một cái jack 3.5 thế này hoặc là jack bông sen. Nhưng mà đặc điểm của cái dòng Bose Com 5 á, phía sau của nó sẽ có một cái đường USB là cái đầu vuông này, và đầu còn lại á, chúng ta có thể cắm vào cái máy vi tính laptop của chúng ta để chúng ta xuất tín hiệu nhạc kỹ thuật số đi ra cái cổng USB này. Và bên trong cái lo Com 5 này nó có một cái bộ giải mã DAC theo kèm, thì nó sẽ giải mã tín hiệu số giống như những cái bộ mà optical, những cái bộ mà giải mã mà các bạn mua mấy triệu đó ha. Đó, các bạn mua thêm đó để các bạn giải mã tín hiệu từ TV đó, thì đây nó có một cái dây USB để nó giải mã tín hiệu từ máy tính. Thì cái chất nhạc nó đi theo cái đường USB này nó sẽ hay hơn chất nhạc mà chúng ta cấp vào cái jack 3.5 này. Thì đây là cái đặc điểm ăn tiền của cái dòng Com 5 mà cái dòng Com 50 nó không có, và tất cả những dòng này đều không có. Đó là đặc điểm riêng biệt, chỉ có dòng Com 5 mới có, đó là phát nhạc qua tín hiệu dây USB, tín hiệu có bộ giải mã DAC bên trong đây ha. Chất nhạc sẽ hay hơn chất nhạc theo kiểu truyền thống. Rồi, ok, thì bây giờ mình phụ kiện của nó ha, thì bao gồm một cái dây USB, ông Nhật ông xài, ông tặng kèm, thì mình về mình sẽ để kèm cho bạn nào có nhu cầu. Rồi, dây nguồn mình đã giới thiệu rồi. Control board đây, control board của Bose, dùng để bật tắt lo, điều khiển âm lượng, cấp tín hiệu nhạc đầu vào ở đây, và cấp tín hiệu ra tai phone ở đây. Hàng vẫn còn rất là đẹp. Cảm ứng ha, cảm ứng, bật tắt cảm ứng. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ quay hai cái lo vệ tinh. Hai cái lo vệ tinh này về, phải nói cái bộ lo Com 5 này còn rất là đẹp. Đây lo vệ tinh, mặt trước không rỉ sét, không cấn mớp ha, mặt trên này các bạn hầu như chỉ có lông mèo lông chuột nhỏ nhỏ thôi, không thấy vết chày đáng kể. Và đặc biệt là cái ở đây nó có cái bọc xốp ở đây nè, và cái bọc xốp này còn mới tinh luôn, chứng tỏ cái lo này rất ít được sử dụng. Cái người dùng họ chưa có tháo ra hoặc là chưa có sử dụng nhiều. Nếu sử dụng nhiều thì những cái phần này nó sẽ bị xuống cấp rất nhanh. Rồi phía sau thì nó sẽ có là cái đầu dây này để chúng ta kết nối vào súp, tín hiệu âm ly từ súp nó sẽ nuôi cái những chiếc lo con này. Nó sẽ có cái lo bên right, lo bên phải nè, là cái jack nó màu đỏ ha, tương tự là cái lo vệ tinh phía bên này. Video này mình sẽ quay kỹ nên nó sẽ hơi dài dòng ha, hơi dài. Tương tự thằng này cũng vậy, quay kỹ cho anh em xem ha, và đánh giá được cái tình trạng của sản phẩm luôn. Bên đây thì nó sẽ có cái jack lo bên trái, nó có chữ L, chữ lép lo bên trái ha, và cái jack nó màu trắng. Phía sau lo súp thì nó sẽ có hai cái cọc đỏ trắng tương tự để chúng ta cắm, không bao giờ nhầm được. Rất là đẹp nha, rất đẹp. Rồi thì tiếp theo là tới phần lo súp. Lo súp thì đây, phần mặt trên của nó đây ha, rất là đẹp. Rồi mình sẽ tiến hành mình nhấc cái
Rồi, nhấc lò súp lên theo cái mặt ánh đèn nó rọi xuống cho các bạn thấy được cái tình trạng rõ ràng của mặt súp ha. Đẹp logo Spo. Lưới thì nó có vài cái vết dơ dơ, xước xước nhẹ nhưng mà không hề mớp nha các bạn, không hề mớp. Nó chỉ dơ dơ xước xước nhẹ thôi. Hàng này mình mới khui ra mình cũng chưa vệ sinh đâu ha. Dơ dơ xước xước nhẹ, không mớp ha. Cam kết các bạn là không mớp. Đó. Và không giảm tuốt ha. Hàng này đảm bảo các bạn là không giảm tuốt. À, phía dưới của nó thì không bể nở nha các bạn. Cứng cạnh đó, rất đẹp. Và cái con này về thì nó còn nguyên 4 cái núm cao su zin luôn nè ha. Thì hàng về có làm sao mình sẽ để vậy nha. Chứ hồi lúc trước mình ưa nhập hàng một số anh em ưa về có mấy cái núm này anh em tháo anh em cất hết trước khi anh em giao cho mình. Đó thì cũng hơi kỳ. À. Còn cái nào có thì mình sẽ gửi cho các bạn là có. Còn đây là cái phần mặt sau súp và tương tự mình cũng sẽ quay lại cho các bạn xem cái độ đẹp của con này ha. Không hề có bất kỳ một cái dấu bể nở nào cả. Thùng vuông thành sắc cảnh rất đẹp. Rồi phía sau thì chúng ta sẽ có cái tem Bo Companion 5 Multi Meter Speaker xứng tâm ha. Hệ thống loa đa phương tiện Companion 5 các bạn. Đó số series của nó. À, dòng này thì đây ha, hàng xuất Nhật thì điện của nó là 100V AC và thằng bên đây thì nó là 120V AC, nó có hai chuẩn, một chuẩn Mỹ và một chuẩn Nhật ha. Thì con này nó xuất Nhật cho nó sẽ là điện 100V, các bạn xài điện 110V vẫn ok. Số series của con loa này. Đó. Súp dòng này sản xuất tại Mexico nha các bạn. Đó. Rồi phía sau thì nó sẽ có gì? Nó sẽ có một cái dây số 8 chúng ta cắm nguồn ở đây nha. Rồi tiếp theo thì nó sẽ có hai cái rắc đỏ trắng để ra hai cái loa vệ tinh mình vừa giới thiệu. Ở đây là nó chúng ta sẽ cắm cái control board vô ha, mình cũng vừa giới thiệu xong. Và đây chính là cái lỗ USB mà chúng ta dùng để lấy tín hiệu nhạc từ chiếc laptop chúng ta đi qua cái sợi dây USB đó cắm vào đây, và bên trong loa này nó sẽ có một cái bộ giải mã DAC, giải mã tín hiệu nhạc chất lượng hơn so với chúng ta cắm nhạc thông qua cái jack 3.5. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nút chỉnh bass ha, bass ít ha, bass trung bình và bass nhiều. Tùy theo bài hát, tùy theo không gian căn phòng và tùy theo cái sở thích của các bạn. Đó, đây là cái rồi, từ con ốc vít của nó nè. Cái chất ốc vít nó vẫn còn ha. Ánh 7 màu các bạn thấy không? Chưa hề có dấu mở ha, mình cam kết chưa hề có dấu mở. Rồi. Cầm 5. Tiếp theo là tới cầm 3 series 2. Cầm 3 series 2 và cầm 5 thì nó có một cái ngôn ngữ thiết kế cái mặt nạ phía trước giống nhau. Rồi đầu tiên thì thằng cầm 3 thì nó vẫn có một cái control board tương tự, cách sử dụng y chang và chức năng y chang thằng cầm 5. Và control board thằng này vẫn còn rất là đẹp. Đó. Control board đời cầm 3 này thì cái đầu dắt vào súp ha, nó sẽ là cái đầu chính chân như thế này. Đó. Rồi. Theo kèm lo thì có một cái sợi dây nguồn số 8 ha, chính hãng. Theo lo, ông Nhật ông gửi kèm. Ở đây sẽ có là cái lo vệ tinh. Với dòng cầm 5 thì lo vệ tinh của nó bao gồm hai củ lo bên trong. Còn dòng cầm 3 này thì lo vệ tinh nó chỉ bao gồm một củ lo toàn giải bên trong mà thôi. Rồi, vẫn rất là đẹp nha các bạn. Vẫn rất là đẹp. Chúng ta chỉ thấy những cái vết xước lông mèo lông chuột thôi, còn lại chúng thấy nó rất là đẹp ha. Đây là cái rắc cắm dây vào súp ha, chữ nghĩa đầy đủ. Rắc bông sen để cắm vào súp. Rồi đây là cái chiếc lo vệ tinh thứ hai, cũng rất là đẹp luôn. Bộ này rất là đẹp. Rồi tiếp theo là tới phần súp ha. Súp thì đây là phần mặt trên, bạn nhìn những cái tiếng ở đây ha, bạn thấy được cái độ đẹp của nó. Rồi đây là cái phần mặt trước của cái con súp cầm 3 series 2 này. Nó có vết đen dữ dội ở đây ha, chưa vệ sinh nè. Rồi logo Spo, không chày xước, không rỉ sét, không cấn mớp gì, rất là đẹp. Đó. Tương tự ha. Rồi con này thì nó không có chân, tại vì về nó không có là không có, tại vì nó không có dán mà thấy không? Không có dán là không có. Rồi phía sau thì nó bao gồm cái gì? Để chúng ta cắm nguồn số 8, dây nguồn số 8 đây. Nút công tắc nguồn on off cho súp ha. Rồi đây là cái lỗ chúng ta cắm cái control board vô. Còn đây là để đường chúng ta
phát nhạc các bạn ha. Chúng ta có thể phát nhạc qua jack 3.5 vào đây, hoặc phát nhạc vào cái lỗ 3.5 của cái control board, hoặc là nó có hai đường đó như vậy ha. Rồi còn hai đường này thì không phải là cái đường phát nhạc vào nha, hai đường này là hai cái đường ra hai cái lo vệ tinh bằng hai cái jack bóng sen ha, mình vừa giới thiệu ở đây đó. Rồi và tương tự thì nó sẽ có một cái nút gọi là nút Bose chỉnh bass ha, bass nhiều bass ít tùy theo không gian căn phòng, tùy theo bài hát và tùy theo sở thích đó. Rồi cái tem của dòng này, cái con này phải nói cực kỳ mới luôn, cái súp nó còn mới tinh. Đây bằng mặt dưới nè đó, mặt dưới nó cũng rất là đẹp, nó không có hở cạnh hở viền gì cả. Rồi dòng Bose Companion 3 Series 2 Multimedia Speaker System, hệ thống loa đa phương tiện Companion 3 Series 2 à, đây là số series của nó. À, ngoại trừ dòng cầm 5 sub được sản xuất tại Mexico thì những cái dòng cầm 3 và cầm 2 thì đều sản xuất tại China, và hãng chỉ sản xuất tại China mà thôi nha các bạn. Cho nên anh em nào ghét hàng China thì anh em sẽ không bao giờ chơi được những cái dòng này ha. Và hàng China là nhà máy đặt ở đó thôi, chứ thật ra không phải là đồ của China nhái Bose như vậy ha, hàng chính hãng của Bose. Và đây đặc biệt là hàng xuất sang thị trường Nhật ha. Đó. Rồi tem mát thì nó còn rất là đẹp các bạn, chữ nghĩa rõ ràng, không có chạy chỉ gì cả ha. Nói chung bộ này rất là đẹp, bộ này đẹp khoảng 95-97%. Rồi cầm 3 Series 2 ha. Đó, phụ kiện. Rồi tiếp theo thì sẽ tới là cầm 2 Series 3. Cầm 2 Series 3 thì đây ha, cái thùng ở đây thì nó là gì? Cầm 2 Series 3 các bạn ha. Đó, thì số series của nó các bạn nhìn giùm mình ha, 1159BE đi, 1159BE. Mình sẽ check nhanh cái thằng này. Đây nè. 1159BE ha. Một 159 này, một thằng A, một thằng B. Thì nó chứng minh được điều gì? À, cái hộp, cái thùng xốp này nè là của cái lo này, chứ không phải là lụm cái thùng xốp ở đâu ha, để gắn vô cái lo này. Đó. Rồi ok, thì lo thì nó sẽ bao gồm chiếc lo bên đây thì nó sẽ bao gồm là cái phím chỉnh âm lượng cũng như là cái phím để bật tắt nguồn. Nó xài chung. À đây, Bose ha, chúng ta có một cái jack Typhoon đi ra. Đó, dòng này thì ấy căng nó bằng vải. Rồi tình trạng con này thì đẹp bạn thấy ha, đẹp. Ở phía dưới những cái núm cao su còn nguyên. À, phía sau thì nó sẽ có là gì? À, cái lỗ dưới cùng á là cái lỗ mà chúng ta để cắm cái jack 3.5 vào, và cái lỗ tiếp theo out in cũng là cái cắm cái jack 3.5 vào. Hai lỗ đó đều được ha. Lỗ tiếp theo DC power thì chúng ta sẽ cắm cái nguồn adapter vào, và cái lỗ này toolless speaker ha. Chúng ta sẽ có một cái sợi dây để chúng ta nối qua cái sợi dây bên cái bên trái này ha. Chúng ta sẽ nối qua cái lo bên phải sẽ có cái ampli sẵn để nuôi cái lo bên trái này. À, và dây vẫn rất là chất nha các bạn ha, rất là chất. Rồi tương tự con này cũng rất là đẹp, đẹp lắm nha. Đó. Rồi cầm 2 series 3 còn được cái thùng giấy. Rồi tiếp theo cầm 2 series 2 như thế này, cầm 2 series 1 như thế này. Hai thằng hàng này là mình mua thị trường Mỹ. Có một đặc điểm là gì? Dòng cầm 3 này là dòng sản xuất mới nhất, dòng này là dòng sản xuất ở giữa, xong này dòng này sản xuất đầu tiên. Và hai dòng series 1 và series 2 này gân sử dụng gân xốp, và dòng series 3 này sử dụng gân cao su. Đó, thì những cái dòng này gân xốp thì củ lo toàn giải nó khá là mỏng, cho nên gân xốp sau một thời gian 95-97% tất cả những cái dòng cầm 2 này về ha, đa số là cầm 2 series 1 và series 2 95-97% đều về một gân hết. Và anh em xài một thời gian 1-2 tháng, 3 tháng anh em cũng phải đi thay gân thôi, nó sẽ bị rè. Cái gân nó mục thì các bạn xanh đánh nó sẽ bị rè ha. Thì với những tất cả những cái dòng mà cầm 2 series 1, series 2 và đôi khi có series 3, hàng về mình đều test maximum âm lượng trong một thời gian dài. Nếu mà lo nó gân nó còn tốt thì mình sẽ bán cho các bạn ha, để các bạn xài. Còn nếu mở maximum âm lượng trong thời gian dài mà gân nó đã mục rồi đó, thì nó sẽ bị rè, nó bị rột rè. Và
và mình sẽ gửi thợ ha tháo ra và thay gân. Và trước khi gửi đến các bạn, và hai cặp đây mình đã thay gân xốp hết rồi ha, và cặp này thì gân cao su chắc chắn sẽ còn rất là tốt. Hai cặp này mình đã thay gân xốp hết rồi thì nó cũng giống như những dòng loa 301, anh em chơi những dòng loa 301 series 3, series 4, series 2 vân vân, hoặc tính thoảng series 5, anh em cũng vẫn phải thay gân thôi, tại vì gân mút, gân xốp mất sau một thời gian nó sẽ mục, nó giống như cái lốp xe của mình thôi, chạy một thời gian phải thay lốp xe để nó bám đường, nó trơn tru và nó an toàn hơn. Loa thì cũng vậy thôi ha. Còn anh em nào kỵ thay gân thì bỏ qua, đừng chơi những dòng này. Anh em kỵ thay gân thì anh em chơi những dòng này nè. Những dòng này của Lopitin nó là gân gân vải, Lopitin gân vải ha. Còn súp của nó thì cái gân súp nó to lắm, nó không bao giờ mục đâu ha. Còn những cái dòng loa nhỏ này, vì củ loa nó nhỏ cho nên gân nó phải mỏng. Củ loa mà nó nhỏ xíu mà các bạn chơi cái gân gì củ loa đánh đâu nổi. Đó là lý do ha. Cho nên những dòng này củ loa nhỏ, gân nó sẽ mỏng, và sau một thời gian dù xài hay không xài, xài nhiều sẽ ít, để không nó vẫn mục ha. Và mình sẽ không bán cho hàng, các bạn test hát ok gửi các bạn, bạn nghe thời gian 1-2 tháng các bạn lại nói rè, các bạn lại nhờ mình hỗ trợ, lúc đó là tốn thời gian của mình ha. Và mình sẽ thay gân hết tất cả những con mà gân bị lão quá trước khi bán các bạn ha. Mình báo rõ tình trạng luôn. Còn lo và mạch công suất thì bao zin ha. Đó, nói vậy thì anh em nào tin thì tin, à, không tin thôi. Rồi ok, cuối cùng thì cái video này hơi dài dòng thì mình sẽ tiến hành mình báo giá ha. Ok, mình sẽ báo giá từ thấp đến cao. Bộ này cầm 2 series 1, hàng ship Mỹ, chưa qua sử dụng tại Việt Nam, đã thay gân, mạch công suất zin, củ lo zin, giá 1.500.000 đồng. Cầm 2 series 2, hàng xuất Mỹ, đã thay gân, củ lo zin, mạch công suất zin, hát tốt, 1.700.000 đồng. Cầm 2 series 3 có thùng xốp, hàng xuất Nhật, còn đẹp, gân zin, hát tốt, chắc chắn hát tốt, bạn mình chưa test đâu nhưng mà chắc chắn hát tốt. Thì bộ này 2.990.000, 2.990.000. Thì mình sẽ tặng kèm các bạn một cái dây 3.5, nó có chữ Monster thế này nè. Dây này nhìn cũng ok, anh em về anh em ghim vô anh em nghe. Còn hai bộ này thì nó sẽ xài hai cái rắc bông sen, nó sẽ xài rắc bông sen ha. Mình chưa quay nữa, nó sẽ xài rắc bông sen. Thì hiện tại rắc bông sen mình không có nên mình không tặng được ha. Đó, anh em mua giùm mình. Rồi 2.990.000 đồng ha. Rồi bộ cầm 3 series 2 này rất là đẹp nè. Thì nó sẽ bao gồm là súp ha, hai lọ vệ tinh, dây nguồn zin kèm theo, control box zin kèm theo ha. Mình sẽ tặng kèm một cái sợi dây 3.5 này luôn, có cái chữ Monster này nè. Đó, thì giá của bộ này là 5.200.000 đồng, 5.200.000 đồng ha, 5.200. Rồi cuối cùng là cái bộ Bose cầm 5 đẹp này ha. Thì nó sẽ bao gồm là dây nguồn zin nè. Đó, hai cái lò vệ tinh. Control box zin theo kèm. Gửi tặng kèm bạn cái sợi dây của ông Nhật luôn, dây USB để chúng ta phát nhạc chất lượng cao hay hơn. Và song song với đó mình cũng sẽ tặng thêm một cái sợi dây 3.5 này ha. Thì bộ này có mức giá cầm 5 này giá là 6.990.000 đồng ha. Đó. Rồi ok, thì nói chung tất cả các hàng đây là đều hàng sưu tầm đẹp, hàng xuất Nhật, tiêu chuẩn lúc nào nó cũng cao hơn so với những cái hàng xuất đi các nước khác ha. Dòng cầm 2 series 3 này anh em vẫn có thể tìm được một số dòng ở Việt Nam ha, nhưng mà mình nghĩ cái tiêu chuẩn nó sẽ không bằng cái hàng xuất Nhật đâu. Và hai còn con này thì hàng xuất Mỹ ha, còn hai dòng này hàng xuất Nhật. Một số anh em chơi mấy dòng này anh em thích kiếm điện 220 ha, nhưng mà mình nghĩ điện 220 nó sẽ chất lượng sẽ không chất bằng những cái con mà xuất hàng nội địa Nhật hoặc là nội địa Mỹ đâu ha. Đó, thì anh em tham khảo thêm. Rồi, tất cả điều hàng là chưa qua sử dụng tại Việt Nam nha các bạn ha. Đó, anh em nào thấy hợp nhãn thì liên hệ giúp mình ha. Rồi video hơi dài, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha. Và hẹn các bạn những video clip tiếp theo. Đó, thì mình sẽ có clip test ha, cho anh em mua hàng ở xa yên tâm, quay số series, mọi thứ test cho anh em yên tâm. Dĩ nhiên không ai rảnh bán hàng lỗi nha các bạn ha. Rồi, hẹn bạn những video clip lần sau.